Đấy nhá, chú Thao lên cho các bác một đôi sáo số luôn này. Đôi này là đôi 17. Đôi 17 thì nó là cái dòng dòng âm đồng rất là sâu, và cũng mới đăng cái video bố mẹ cách đây mấy hôm đấy. Thì em sẽ tìm lại cái phần link để em chia sẻ cho các bác. Thì đôi 17 này âm rất là đạt luôn. Cực kỳ đạt luôn nhé các bác nhé. Chim thì bộ to. Nói chung là tầm này thì bón thì nó cũng là vẫn ok. Đấy, mùa đông thì mình có thể để nó cứng cứng này một chút mình bón cũng được. Đấy. Chân móng không có lỗi tật gì. Đấy. Chim này là chim bộ khá là đạt luôn. Mẹ nó bón nó còn dính cám ở mỏ này. Đấy. Đây là tông 17 nha các bác nhé. Tông 17 này. Tông 17. Đấy. 13 tháng 9. Đấy. Nên là ấp 13 tháng 9 thì bây giờ là nó cũng đã tính ra là nó cũng là nở và nuôi lớn tầm này rồi. Đấy. Chim là có đôi. Điều này nó rất là sâu nên là em cũng mạnh dạn để cho các bác hướng đến một số cái hàng giống mà nó sâu thì em để giá 1 triệu 2 các bác nhé. Dòng này thì các bác về các bác bón là ok rồi. Đấy. Tông 17 nhá. Tông 17 thì nó có cái video bố mẹ của nó rất là đạt âm luôn. Tông 17. Hình như là em mới đăng cách đây mấy hôm. Tông bố mẹ 17. 17. Nó là dòng đồng đồng tổ đấy. Đây bố mẹ này, bộ rất to luôn. Bộ cực kỳ to luôn nhá. Bác nào mà bón được thì hãng dùng nhá, không thì không bón được thì để em nuôi đến lúc biết mổ để em lấy thêm 100 nữa. Đấy, mã số tông 17 nhá.